tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lực Chúa ban trong cõi nhân gian. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ân lành Chúa ban luôn mãi giữ tràn. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo Ngài chi ai. Là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì, nào còn con hãy lo gì. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lực Chúa ban trong cõi nhân gian. Sẽ được xem thấy ân lành Chúa ban luôn mãi giữ tràn. Trọn cuộc sống thân con trú trong nhà Ngài là nơi con hằng mơ ước, hầu được luôn cùng chiêm thánh nhan diêu hiền và xem điện thánh huy hoàng. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy ân lực Chúa ban trong cõi nhân gian. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ân lành Chúa ban luôn mãi giữ tràn. Chúa xin nghe tiếng con van nài và xin thương tình trong đôi. Này lòng con luôn mong nghĩ suy về Ngài và luôn tìm thánh nhan Ngài. Tôi tin rằng sẽ được nhìn thấy trong cõi nhân gian. Tôi tin rằng sẽ được xem thấy ân lành Chúa ban luôn mãi giữ tràn. Xin Cha ban cho ơn phúc bình an, đồng thanh hát ca. Xin ơn Cha cho chúng con hiệp nhất. Dòng đời mênh mông, dẫu gai trông vẫn xin thuộc về Chúa. Đường đời ganh đua, thắng hay thua mãi xin ở trong Ngài. Xin tôn vinh Chúa Cha là duy nhất chân thật thánh thiện, đã dạy con một của Ngài tới cứu nhân trần. Xin tôn vinh Chúa Con đã hoàn tất công trình cứu độ, nhờ ơn ngôi ba thánh thần hiệp nhất trong Cha. Ở trong thế gian bao nguy nan, xin nâng đỡ chở che, nguyện thương lắng nghe ai kêu xin tuy đức tin nhỏ bé. Nguyện cầu ơn Cha thánh hiến cho những tâm hồn nghèo khó, để họ ra đi giữa
giữa thế gian nước Cha được hiển trì. Xin tôn vinh Chúa Cha là duy nhất chân thật thánh thiện, đã sai con một của Ngài tới cứu nhân trần. Xin tôn vinh Chúa Con đã hoàn tất công trình cứu độ, nhờ ơn ngôi ba thánh thần hiệp nhất trong Cha. Mong vinh an nhưng không mãi dài lâu. Cuộc đời bế dâu mau trôi qua như cánh hoa cọng lá. Nguyện cầu ơn Cha giúp chúng con bước theo đường thập giá, để ngày tương lai nước vinh quang mãi luôn được bên Ngài. Xin tôn vinh Chúa Cha là duy nhất chân thật thánh thiện, đã sai con một của Ngài tới cứu nhân trần. Xin tôn vinh Chúa Con đã hoàn tất công trình cứu độ, nhờ ơn ngôi ba thánh thần hiệp nhất trong Cha.